Chipu đã vượt mốc 100 triệu lượt tìm kiếm sau màn trình diễn đặc biệt tại chương trình Xin Chào Thứ Bảy. Cô được trao cơ hội không thể dễ dàng để có được, Chipu đã xuất hiện trên một trong những game show đình đám nhất trên truyền hình vệ tinh Hồ Nam. Nhờ những tương tác và cảm xúc hài hước của cô và Trương Nhân Tề, cặp đôi này đã thu hút một lượng lớn tìm kiếm trên Weibo và hàng trăm ngàn bình luận sôi nổi trên các hội nhóm FC. Được biết, Hi 6 đang là chương trình tạp kỹ hot nhất nhì Trung Quốc. Trước đó, Xin Chào Thứ Bảy lập kỷ lục rating năm 2023 là 0,5982% với sự tham gia dàn diễn viên phim Liên Hoa Lâu bao gồm Thành Nghị, Tăng Tuấn Hy, Tiêu Thuận Nhiêu, Lưu Mộng Nhuế. Chính vì thế, việc tham gia Hi 6 được coi là cơ hội vàng giúp Chipu tăng được độ nhận diện cao hơn, giúp cô có thể được góp mặt trong nhiều sự kiện khác tại xứ tỷ dân. Chipu gây chú ý khi tham gia chương trình Xin Chào Thứ Bảy, Hi 6, Hello Saturday, đây là phiên bản mới của HAPP Camp, có độ hot cực cao mà nhiều nghệ sĩ tại Trung Quốc đều mong muốn được tham gia. Được biết, Chipu sẽ cùng xuất hiện với Amber, Ngô Hân để quảng bá cho hương vị Trung Hoa, A Delicious Guest. Bên cạnh đó, trong tập này còn có sự xuất hiện của cặp đôi Kim Tĩnh, Trương Lăng Hách trong phim Vân Chi Vũ và Trương Nhan Tề. Trong phần giới thiệu bản thân, Chipu gây sốt với hình ảnh diện váy màu xanh ngọc cùng mái tóc xoăn dài. Dưới phần bình luận trên Weibo, nhiều khán giả tấm tắc khen ngợi nhan sắc xinh như nữ thần của cô gái Việt Nam ngọt ngào Chipu. Đồng thời, trên trang cá nhân của cô tiếp tục thu hút thêm một lượng người hâm mộ gia nhập. Mặc dù không nói được quá nhiều tiếng Trung nhưng Chipu không ngại lan xả trong các trò chơi, thậm chí phá bỏ hình tượng, thể hiện sự thông minh, lém lỉnh, hoạt bát, gây ra nhiều tiếng cười cho khán giả tại Hi 6. Chipu bật mí, cân nặng bao nhiêu không quan trọng. Quan trọng là mình thấy khỏe và đẹp là được. Cô cũng kể, ở thời điểm cô đạt cân nặng 50kg, cô áp dụng chế độ tập luyện đa dạng với nhiều bộ môn khác nhau. Chi tập yoga 3 buổi tuần, cardio 3 buổi tuần, gym sung điện 2 buổi tuần, nhảy 3 buổi tuần. Tuy tập nhiều như thế nhưng khi bước lên cân sau 1 tháng, Chi lại tăng 1kg thay vì giảm cân nhưng Chi cảm nhận được sự thay đổi tích cực của cơ thể. Khúc nào ra khúc đó, vô cùng săn chắc, không ì ạch và không có nhiều mỡ thừa như trước.